Nếu không đi được máy bay, chúng tôi sẽ đi tàu. Nếu không có tàu thì chúng tôi sẽ đi xe buýt. Nếu điều đó vẫn không được, tôi sẽ tự lái xe đưa các cầu thủ đi thi đấu. Chỉ cần chúng tôi có đủ áo đấu và một chiếc xe buýt để di chuyển thì chúng tôi sẽ có mặt ở các trận đấu và chiến đấu hết mình. Đó là những gì mà chính Thomas Tuchel đã chia sẻ vào thời điểm tháng 3 năm 2022, khi mà Chelsea đang phải đối mặt với một tương lai bất định. Việc ông chủ Roman Abramovich phải đối mặt với những áp lực từ chính phủ Anh đã khiến cho đội bóng London phải làm quen với viễn cảnh không còn có được sự hậu thuẫn của người đàn ông đã mang đến giai đoạn hưng thịnh bậc nhất lịch sử đội bóng. Giữa muôn trùng những luồng thông tin và sự hoang mang, vẫn còn đó một người đàn ông hiên ngang và cam kết mình có thể làm mọi thứ vì đội bóng này. Người đàn ông đó đã cùng Chelsea vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất để tiến tới một triều đại mới với rất nhiều sự kỳ vọng. Nhưng sau cùng, sốc và ngỡ ngàng có lẽ là cảm xúc chung của rất nhiều True Blue trong buổi chiều qua khi nghe tin Thomas Tuchel đã chính thức bị Chelsea sa thải. Ông đã buộc phải rời Stamford Bridge sau một cột mốc tưởng chừng như là đã rất đẹp, cột mốc 100 trận đấu. Thật tuyệt vời, cột mốc 100 trận đấu luôn như vậy. Tôi mong rằng sẽ có thêm 100 trận đấu nữa và thêm 100 trận sau đó. Vị chiến lược gia người Đức đã hào hứng như vậy trước thềm cuộc đối đầu với Dinamo Zagreb ở đấu trường Champions League. Phong độ không tốt của The Blue trong quãng thời gian gần đây là điều mà ai cũng mường tượng được trước khi mà Chelsea cần thời gian để lắp ghép đội hình sau mùa hè bội chi. Nhưng điều mà không ai có thể tưởng tượng ra đó chính là quyết định sa thải ông thầy người Đức sau trận đấu đầu tiên ở Champions League mùa giải này. Cần phải nhớ rằng chính Thomas Tuchel là cái tên đã gắn kết một tập thể trẻ trung và nhiệt huyết của thành London, vượt qua rất nhiều những đối thủ khó chịu để lên ngôi tại Champions League mùa giải 2020-2021. Nhưng Chelsea là vậy, một đội bóng vẫn luôn được coi là lò xay huấn luyện viên của lục địa già. Và giờ đây Thomas Tuchel sẽ phải rời nước Anh với hành trang là 3 danh hiệu, trong đó có chiếc cúp tay voi danh giá. Hãy ngược dòng thời gian trở về thời điểm cách đây hơn 2 năm, khi mà Chelsea dưới thời Frank Lampard cũng đang vướng phải những rắc rối về phong độ. Khi đó vị chiến lược gia người Anh thậm chí đã bị Chelsea sa thải ngay sau một trận thắng ở đấu trường FA Cup. Thomas Tuchel khi đó đã đến với Stamford Bridge, thời điểm đó với rất nhiều những kỳ vọng tới từ ba lãnh đạo đội bóng cũng như cổ động viên của thành London. Thật khó để có thể giải thích những cuộc đời tôi đã đảo lộn trong 3 ngày vừa qua. Cảm giác thật tuyệt vời khi trở thành huấn luyện viên mới của Chelsea và tôi rất phấn khích khi có mặt ở đây. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội trở thành một phần của gia đình Chelsea. Ngay từ những ngày đầu ở xứ sở sương mù, vị chiến lược gia người Đức đã đem lại thiện cảm rất lớn dành cho những True Blue nhờ vào cảm giác chân thành mà ông đã chia sẻ. Dù vốn được biết tới như một vị chiến lược gia cá tính và không dễ để tạo ra được mối quan hệ tốt với giới chủ của những đội bóng ông từng dẫn dắt. Để rồi cũng từ thời điểm mà Thomas Tuchel ngồi vào chiếc ghế nóng của sân Stamford Bridge thì một thần tượng đã chính thức được khai sinh ra với những cổ động viên của đội bóng thành London. Phong cách chỉ đạo máu lửa và đầy năng lượng của ông thầy người Đức luôn là điểm nhấn trên băng ghế chỉ đạo của The Blue trong suốt quãng thời gian ông gắn bó với London. Đó là dấu ấn không chỉ tạo ra một chất riêng với ông thầy người Đức mà còn là bí quyết để truyền tới các học trò của ông nguồn cảm hứng thi đấu đầy bất tận ở trên sân. Đặc biệt đối với một tập thể trẻ trung và nhiệt huyết như đội chủ sân Stamford Bridge sở hữu thời điểm đó. Tuchel giống như một sợi dây liên kết để có thể thắt chặt tất cả những cá tính lại với nhau thành một thể thống nhất. Đó chính là cái hay, cái tài của ông thầy người Đức, điều mà người tiền nhiệm Frank Lampard đã không thể có được trong suốt quãng thời gian tại vị của mình. Ở thời điểm đó, Chelsea dưới thời cựu thuyền trưởng Paris Saint-Germain dần xây dựng lại niềm tin trong mắt người hâm mộ với những màn trình diễn ấn tượng và có cho mình bản sắc riêng cùng sơ đồ ba hậu vệ. The Blue đã có cho mình chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp ở đấu trường quốc nội kể từ khi vị chiến lược gia người Đức ngồi vào chiếc ghế nóng ở London. Đó cũng là tiền đề để Chelsea có thể cải thiện được đáng kể vị trí của mình trên bảng xếp hạng, nơi mà họ đang đứng ở vị trí thứ 8 dưới thời của Frank Lampard. Dưới thời của ông thầy người Đức, Chelsea chỉ để thua 3 trận đấu ở đấu trường quốc nội và xuất sắc có được cho mình được một vị trí trong top 4 để có thể có được tấm vé tham dự Champions League mùa giải sau đó. Nhưng đối với các cổ động viên của đội bóng thành London, có lẽ sẽ chẳng ai có thể quên được hành trình kỳ diệu mà Tuchel cùng các học trò của mình đã làm được ở Champions League mùa giải năm đó. Nhưng đối với các cổ động viên của đội bóng thành London, có lẽ sẽ chẳng ai có thể quên được hành trình kỳ diệu mà Tuchel cùng các học trò của mình đã làm được ở Champions League mùa giải năm đó. Thời điểm mà ông thầy người Đức ngồi vào chiếc ghế nóng ở London, Chelsea đã chính thức vượt qua vòng bảng của sân chơi danh giá nhất châu lục ở vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, thách thức đã sớm hiện hữu trước mắt The Blue ngay ở vòng knockout đầu tiên, khi đối thủ của họ là một Atletico Madrid vốn vẫn luôn sở hữu cho mình lối chơi cực kỳ khó chịu. Việc phải đụng độ với một đối thủ tới từ Tây Ban Nha thường không mang lại ký ức đẹp cho những đội bóng ở Premier League. Và rõ ràng Chelsea cũng không muốn hành trình của họ phải dừng bước tại đây. Để rồi chính Thomas Tuchel đã thành công trong việc đưa phong độ ấn tượng ở đấu trường quốc nội ở Chelsea đến với giải đấu danh giá mà họ đã chờ đợi một thập kỷ để có được lần đăng quang thứ hai trong lịch sử. Thành tích toàn thắng trong cả hai lượt trận trước đại diện của La Liga đã giúp cho đoàn quân trẻ của Chelsea tự tin hơn rất nhiều trong cuộc hành trình phía trước của mình.
Porto thời điểm đó cũng đã tạo ra được đôi chút bất ngờ khi vượt qua được Juventus ở vòng đỡ knockout đầu tiên và tiến tới tứ kết để đụng độ với chính Chelsea. Nhưng Thomas Tuchel một lần nữa cho thấy mình không phải tay mờ ở sân chơi Champions League và giúp cho Chelsea tiến vào vòng bán kết một cách đầy thuyết phục. Nhưng tại đây, cuộc hành trình chinh phục chiếc cúp tay voi của tờ Blue vấp phải một chướng ngại vật có lẽ là khó khăn bậc nhất đối với họ ở mùa giải năm đó là Real Madrid. Việc phải đối mặt với nhà vua của Champions League ở vòng bán kết giống như một liều thuốc thử hạng nặng cho tham vọng của những sao trẻ mà ông thầy người Đức đang có trong tay. Sẽ chẳng có ai cấm bạn mơ cả, sẽ có một vài thời điểm mà việc mơ mộng trở nên vô cùng quan trọng. Nhưng chúng tôi sẽ cần phải hướng sự tập trung của mình quay trở lại trận đấu và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Không cần phải quá thô thiển, nhưng Tuchel luôn biết cách động viên tinh thần các học trò của mình một cách tinh tế và hiệu quả. Chính những màn trình diễn của The Blue trước Real Madrid đã cho thấy ông cùng các học trò của mình chuẩn bị kỹ ra sao cho trận đấu này và xuất sắc có được một trận hòa 1-1 ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu của đối thủ. Để rồi Thomas Tuchel đã cho tất cả mọi người thấy rằng ông cùng các học trò đã chuẩn bị kỹ ra sao cho từng trận đấu ở mùa giải năm đó, khiến cho Los Blancos hoàn toàn bất lực tại xứ sở sương mù. Một tấm vé tiến tới trận chung kết Champions League là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của đoàn quân trẻ ở London. Nhưng một lần nữa, The Blue chắc chắn sẽ bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ của mình ở đấu trường danh giá nhất lục địa giả, lần này là người đồng hương Man City. Nếu so với Pep Guardiola ở phía bên kia chiến tuyến, thành tích của Thomas Tuchel cùng Chelsea có được cho tới thời điểm đó chắc chắn là một bất ngờ đối với tất cả người hâm mộ. Nhưng cũng đã có một bộ phận không nhỏ cho rằng cuộc hành trình đó của The Blue sẽ bị chặn đứng trước một Man City đang cực kỳ khát khao trước vô địch cúp C1 lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Áp lực chắc chắn cũng sẽ là rất lớn dành cho ông thầy người Đức khi đây là mùa giải thứ hai liên tiếp mà ông có cho mình cơ hội thực sự để chạm tay vào chiếc cúp tay voi danh giá. Sau thất bại của Paris Saint-Germain trước Bayern Munich, đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để ông cùng các học trò của mình vượt vũ môn và tiến tới đỉnh cao của châu lục. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Chelsea dĩ nhiên là đội bóng bị đánh giá thấp hơn so với người đồng hương Man City ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Nhưng cũng vì đó mà áp lực dành cho Pep Guardiola cùng các học trò ở trận đấu này là lớn hơn rất nhiều so với The Blue. Nhưng với một đoàn quân trẻ như Chelsea có lẽ từng có rất ít cổ động viên có thể nghĩ rằng đội bóng của Tuchel lại có thể thi đấu bản lĩnh như vậy trước Man City. Chỉ cần bàn thắng duy nhất của Kai Havertz là đủ để giúp cho The Blue có được chiến thắng chung cuộc trước Man City ở một trận chung kết của Champions League. Một trận đấu mà nhiệt huyết cùng khát khao đã có được trái ngọt. Sức trẻ của cầu thủ Chelsea thời điểm đó cùng cá tính mạnh mẽ của Thomas Tuchel tạo nên một bản phối hoàn hảo của một ca khúc rock and roll hạng nặng trên sân cỏ. Một sự kết hợp hoàn hảo để có thể biến Chelsea từ một đội bóng không có được bản sắc riêng ở giai đoạn đầu mùa giải trở thành ông vua của bóng đá châu lục. Nhưng như đã nói, mùa giải 2021-2022 lại không thực sự được như tưởng tượng của người hâm mộ sân Stamford Bridge thời điểm bấy giờ. Đặc biệt những khó khăn thực sự đã bủa vây lấy đội bóng của London trong giai đoạn nước rút của mùa giải vì những lùm xùm liên quan tới câu chuyện của Roman Abramovich. Nhưng với một vị thuyền trưởng như Thomas Tuchel, dường như các cổ động viên của đội bóng này đã được tiếp thêm rất nhiều niềm tin và động lực để tin tưởng hơn vào đội bóng con cưng của họ. Có lẽ đã có những thời điểm mà các chú Blue đã thực sự tin rằng Tuchel và Chelsea sinh ra là để dành cho nhau như những gì mà Arsene Wenger hay là Sir Alex Ferguson từng có được với đội bóng của mình. Ông thầy người Đức đã thổi vào trong tâm hồn không chỉ các cầu thủ mà còn là đối với các cổ động viên một ngọn lửa của nhiệt huyết. Cùng với đó là lòng tin để đồng hành với câu lạc bộ vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Để rồi khi đã vượt qua được giai đoạn đó, người hâm mộ lại có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn khi mà triều đại mới chính thức được mở ra ở Stamford Bridge. 300 triệu euro được chi ra trên thị trường chuyển nhượng là con số kỷ lục của một đội bóng Anh trong phiên chợ hè. Đó cũng là con số để người hâm mộ có quyền tin vào tài cầm quân của Thomas Tuchel có thể làm nên chuyện ở mùa giải mới. Người hâm mộ cũng có lý do để tin rằng vị tân chủ tịch Todd Boehly của câu lạc bộ đã đặt niềm tin vào ông thầy người Đức nhiều ra sao trước khi mùa giải khởi tranh. Ông hiểu rõ Thomas Tuchel đóng vai trò quan trọng ra sao ở Chelsea lúc này và việc tin tưởng cựu thuyền trưởng Paris Saint-Germain có lẽ sẽ là điều hiển nhiên. Dù đã trải qua một quãng thời gian có phong độ không thực sự tốt, nhưng có lẽ các chú Blue cũng hiểu rõ rằng Tuchel cần thời gian để tìm ra được công thức chiến thắng của mình trong bối cảnh phải đối mặt với quá nhiều những áp lực khác nhau. Nhưng có lẽ giới chủ người Mỹ của Chelsea lại không có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi những tín hiệu tích cực từ phía người đã giúp họ có lần thứ hai lên ngôi tại sân chơi danh giá nhất của châu lục. Bất kỳ ai đến Chelsea vào lúc này sẽ đều không thể có được đẳng cấp như Thomas Tuchel. Rio Ferdinand đã chia sẻ như vậy khi biết tin Chelsea đã chính thức sa thải ông thầy người Đức. Có lẽ sẽ chẳng ai chứng minh được rằng chia sẻ của cựu trung vệ người Anh có thực sự đáng tin hay không. Nhưng những phát biểu như vậy đã chứng minh được rằng ông thầy người Đức đã thực sự có cho mình một vị thế riêng ở Premier League cũng như toàn cõi châu Âu. Để rồi cho tới lúc này, người hâm mộ của Stamford Bridge có lẽ sẽ chỉ còn biết tiếc nuối và nhớ về những ký ức đẹp mà Thomas Tuchel cùng Chelsea đã từng có cùng nhau. Họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn để tới với đỉnh vinh quang, từng cùng nhau đối mặt với những áp lực từ rất nhiều phía và một tương lai bất định.
Nhưng khi những kế hoạch đang dần được định hình để hướng tới tương lai thì những vết nứt lại không thể được hàn gắn lại với nhau. Tuchel đã đến Chelsea một cách vội vã và cùng đội bóng này có được vinh quang của châu lục. Nhưng cái cách mà ông thầy người Đức ra đi cũng bất ngờ và vội vã không kém so với ngày ông tới nước Anh. Chu kỳ 2 năm thay một huấn luyện viên một lần nữa ứng nghiệm với người đã đưa họ tới đỉnh vinh quang của châu lục. Và lúc này, ký ức sẽ lại là một câu chuyện đẹp cho mối lương duyên của Thomas Tuchel cùng Chelsea.